Cả gia đình ông Y Hiong Nie ở Buôn Ta, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tất bật khuân gạch, trộn vữa phụ giúp những người thợ xây làm nhà. Ông Y Hiong Nie cho biết, toàn bộ chi phí xây dựng đều do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, và sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp gia đình ông có nhà mới để đón Tết. Về bây giờ thì bộ đội thì giúp đỡ tôi, gia đình tôi khó khăn, nghèo khổ, nhưng mà có bộ đội là giúp cho tiền làm nhà làm cửa cho tôi, nhưng tôi rất mừng. Theo Đại tá Nguyễn Thành Xuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, ngay sau bão 12, đơn vị đã điều động gần 300 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng bộ đội thường trực của các ban chỉ huy quân sự các huyện Krông Bông, Mơ Đrắc và khoảng 100 chiến sĩ dân quân tự vệ chủ động khắc phục hơn 650 ngôi nhà bị đổ sập và tốc mái, sửa chữa sự cố mất điện, tu sửa đường giao thông liên thôn, di chuyển người dân đến nơi cư trú an toàn. Đến thời điểm này, 100% các hộ gia đình đã được dựng lại nhà để ở, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, đơn vị cùng với trường quân sự quân khu 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 và bệnh viện quân y 17 tổ chức quyên góp được 280 triệu đồng, xây mới 4 căn nhà tặng các hộ gia đình chính sách bị thiệt hại nặng nhất ở hai huyện Krông Bông và Mơ Rắc. Tôi cũng đã cùng với các đơn vị được quân khu giao hỗ trợ, đã đi xuống trực tiếp ở địa phương và khảo sát, thì cho đến nay là đã triển khai xây dựng 3 căn nhà. Đến thời điểm hiện tại là chúng tôi cũng đã triển khai được 1/3 chặng đường rồi, 30%. Phấn đấu là trong tháng 1 năm 2018 sẽ hoàn thành, sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào bàn giao cho bà con sử dụng trước cái dịp Tết Nguyên Đán. Huyện Krông Bông và Mơ Rắc là hai địa phương ở tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại rất nặng bởi cơn bão số 12. Ngoài hỗ trợ bà con về nhà ở, sửa chữa cơ sở hạ tầng, các cơ quan đơn vị chính quyền các cấp ở Đắk Lắk đã giúp đỡ hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và hàng trăm triệu đồng. Các doanh nghiệp ở Đắk Lắk cũng đang lên kế hoạch giúp đỡ toàn diện để bà con vùng bão lũ Đắk Lắk vượt qua khó khăn, vui đón năm mới.